công không thành công của Darius, tuy nhiên vẫn có 2 điểm, một tình huống rebound bao thành công. Jason Nguyễn vẫn đang rất khó để truyền bóng cho các đồng đội, cú ném xa thành công. Đó là pha ném xa chính xác của Nguyễn Thành Đạt để kết thúc trận đấu như thế này. Jason Cato đã cướp được bóng. Cơ hội tấn công dành cho anh Buffalo và đó là một pha ốc gỗ bằng mã của Jason Cato. Người bị các cầu thủ nếu quan tâm kèm chặt nhất ở hàng ngoài. Cú ném của Jason Cato bóng đã vào gỗ và thêm 3 điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Một lần chúng ta có xem trận đấu giữa Đội Bóng Cầu và Sài Gòn Heat. Lê Ngọc Tú thực hiện cú đá xa bóng vào gỗ. Đó là cú thành công đầu tiên của Sài Gòn ở trong trận đấu này. Và Sài Gòn Heat, Viano. Cú đá xa của Viano bóng vào gỗ. Tiếp tục Viên Sang Nguyễn nỗ lực để lên gỗ nhưng các cầu thủ Heat đã giành lại được quyền chiến thắng. Sài Gòn Heat của Heat đang diễn ra một thủ rất tốt, Hồng Gia Lân. Và lên gỗ của Hồng Gia Lân, 2 điểm nữa cho đội chủ nhà Sài Gòn Heat, dẫn ra sức mạnh và khả năng của Jason Cato và vì vậy họ đang luôn triển khai double team. Mỗi khi cầu thủ này dẫn bóng vào sát khí rổ, hai người triển khai bắt người 1-1. Cú đá bóng của Hình Khang không có điểm cho Sài Gòn Heat, vẫn đang là các cầu thủ Sài Gòn Heat. Và lên gỗ thành công của Huỳnh Hải mang về thêm 2 điểm nữa cho đội chủ nhà. Cú ở trên sân để đảm bảo cho các vị trí đều có được thể lực tốt nhất là Đà Rớt Quyết. Và tấn công vào dưới rổ, 2 điểm cho đội chủ nhà Sài Gòn Heat và đó là tình huống ghi điểm của Huỳnh Hải. Vincent Nguyễn vẫn đang từ những cầu thủ có tốc độ cao của Heat theo kèm sát. Cú đá bóng của Vincent Nguyễn đã luôn quyết định là khá bất ngờ và Vincent Nguyễn đã thành công để mang về thêm 2 điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Còn lại 10 giây ném rổ, cú ném bóng bật bảng thành công của Huỳnh Hải để sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12. Vâng, một tình huống không thể ghi điểm, dứt điểm không thể ghi điểm của Jason Carter. Và Piano triển khai bóng lên, bóng phản công nhanh, Nguyễn Phạm Thị Hậu ghi 2 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Một tình huống móc rổ thành công của Phạm Thị Hậu với đường kiến tạo tuyệt. Ta cũng thấy Đào Đức Nguyễn đã không dám tỏ ra quyết liệt ở trong đủ đi bầu. Cú đá bóng từ xa thành công của Hà Nội Buffalo. Bây giờ là tôi mới công nhanh dành cho Sài Gòn Heat. Piano đang đối mặt với Tiến Dương, Đào Đức Nguyễn. Tình huống lên rổ thành công. Liên tiếp là 3 cú ném không thành công của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Darius Lewis cố rổ đẹp mắt của Lewis mang về thêm 2 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Phú Hoàng đang giữ vai trò là người chuyển cái bóng cho Buffalo thay cho Vincent Nguyễn và vừa rồi anh đã có một pha lên đổ thành công để mang về thêm 2 điểm nữa. Long Nguyên với khoảng cách là 12 điểm, tỷ số hiện đang là 39-27 và thời gian thi đấu cũng chỉ còn hơn 2 phút. Và như vậy là trên sân thì Đinh Tiến Công có vẻ như đã bị chấn thương. Có vẻ như là lại là một củi trò vào mũi của Đinh Tiến Công, rất nhiều những tình huống phạm lỗi tại mùa giải năm nay và máu đã đổ trên nhà thi đấu CS. Thả vào mở đà với Lewis đã bị Jason Carter bắt sát. Và đây là cơ hội cho Hà Nội Buffalo. Và lên đổ thành công để giúp cho nhập ra bên ngoài bàn thi và cố ngăn chặn được chuyển thành bóng của Sang Hiết. Và tấn công này của Sang Hiết giúp cho họ mang về thêm 2 điểm nữa. Đây là Lê Ngọc Tú. Một pha chạy bài rất hay của các cầu thủ chủ nhà. Một lượt chuyển bóng rất nhanh của đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội. Thành Đạt vẫn đang là Thành Đạt. 2 điểm được tính cho Hà Nội Buffalo. Phạm Duy Hậu phá vào không thành công với Lê Ngọc Tú. Đặng Thái Hưng lên rổ không có điểm cho Hà Nội Buffalo, thật đáng tiếc. Nhưng sau đó thì Jason Carter đã giúp cho Hà Nội Buffalo có được 2 điểm nữa. Vì rất đáng tiếc cho đội bóng Đà Nẵng Dragons khi mà Udom Jolly đã bị trước quyền thi đấu và Đà Nẵng Dragons đã phải nhận thất bại chung cuộc. Và tình huống ném 3 điểm tính dành cho Verano. Anh vẫn
vẫn đang bị Jason Carter bắt sát. Cơ hội để thực hiện cú ném xa, Avi bỏ đã được bóng vào lỗ, thêm đã lại đi đâu. Lê Ngọc Tú và một tốt của các cầu thủ đến tình huống an toàn. Vẫn đang là Hồng Gia Lân, có vẻ nhà đang chờ cấp độ nhưng Hồng Gia Lân đã để đối phương cứ bóng ngay ở trong tay của mình và lên rổ dễ dàng của Vincent Nguyễn. Cần phải nói rất tốt là 66% và tình huống để mất bóng của Phạm Duy Hậu, liên tiếp là hai tình huống để mất bóng của cầu thủ này. Và đây là Đặng Thái Hưng ghi hai điểm cho đội bóng Hà Nội Bắc Đông. Rất công của các cầu thủ Hà Nội Bắc Đông. Phú Hoàng, Phú Hoàng đột phá vào dưới rổ và block của Darius Smith. Nhưng đó là tình huống goaltending, thêm hai điểm được tính cho Hà Nội Bắc Đông. Lúc này có vẻ như các cầu thủ phòng ngự của Hà Nội Bắc Đông đã bắt được bài của những tình huống tấn công bên phía Sài Gòn Heat. Cơ hội cho Hà Nội Bắc Đông và bây giờ thì họ đã vượt lên dẫn điểm 45-44 trước đội chủ nhà Sài Gòn Heat. Ở hiệp thi đấu thứ tư với 4 lỗi cá nhân cả. Và đây là Darius Smith với một tình huống end one thành công. Một pha lên rổ rất mạnh mẽ của Darius Smith và sẽ có thêm một pha ném bàn cho cầu thủ này. Thành đạt và triển khai bóng khá tốt của Hà Nội Bắc Đông, cú đánh xa thành công của Phú Hoàng. Nguyễn Tiến Dương đã tấn công qua Hà Nội Bắc Đông, thành đạt cũng là thêm một pha ném xa nữa và thêm một quả thành công nữa của Hà Nội Bắc Đông. Phải rất cẩn thận với những tình huống phạm lỗi của mình. Và Jason Carter tình huống xoay người đột phá lên rổ rất khéo léo ghi hai điểm cho đội bóng thủ đô. Hà Nội Bắc Đông đã ghi đến cho mình 8 điểm. Thêm một đợt tấn công nữa của Buffalo, thành đạt lên rổ. Hai điểm nữa cho đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội. Và khoảng cách điểm giữa hai bên bây giờ đã là 11 điểm. Nghiêng về phía Hà Nội Buffalo. Một đội bóng của Hồng Gia Lân bóng vào rổ. Đó là pha đá bóng chính xác của Hồng Gia Lân để mang về hai điểm cho đội chủ nhà Sài Gòn Heat. Nguyễn Hoàng Hải đã cướp được bóng ở trong tay của Phú Hoàng. Pha lên rổ không thành công nhưng vẫn đang là các cầu thủ vào cuối cùng. Thì hôm nãy đã ghi được hai điểm nữa, đá vào dưới rổ rồi truyền ra cho Carter, nhưng hiếp đã cướp bóng Hồng Gia Lân. Lê Ngọc Tú pha đá rổ thành công của Lê Ngọc Tú cầu. Hiếp đã giành lại được quyền sở hữu bóng cho mình. Một pha đá tấn công rất nhanh, Phạm Duy Hậu lên rổ mang về thêm hai điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Anh Ấn Độ dẫn điểm. Hồng Gia Lân, Hồng Gia Lân đột phá vào phía trong lên rổ. Hai điểm nữa cho Sài Gòn Heat, đang là các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Đặng Thái Hưng lên rổ hai điểm, tình huống end one cho Hà Nội Buffalo. Hà Nội đột phá vào phía trong, lên rổ không thể được điểm, thật đáng tiếc. Cơ hội cho Hà Nội Buffalo, đây là Thành Đạt. Và lên rổ chính xác của Thành Đạt mang về hai điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Đã đang chờ đợi sự tỏa sáng của Việt Ano. Tình huống bóc rổ không thành công, bóng cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Đó là tấn công mới của họ, Vincent Nguyễn. Cú ném xa thành công. Đó là pha ném xa ở góc không độ của Việt Ano. Bởi lẽ chấn thương tay của anh là không thể phục hồi. Và đây là tình huống lên rổ end one của Việt Ano. Và pha người rất tốt của Vincent Nguyễn. Tình huống làm động tác giả rồi lên rổ thành công. Vậy là có vẻ như trong trận đấu này thì Hà Nội Bắc Đông cũng đã giành được chiến thắng. Như vậy là hai đội bóng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 đã giành được chiến thắng với hai đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng trong mùa giải năm nay. Vâng, và chiến thắng của đội bóng thủ đô, khoảng cách 8 điểm, tỷ số cuối cùng là 72-64.